Xin chào các bạn. Như chúng ta đã biết, Trung Quốc là một đất nước với bề dày lịch sử hơn 5.000 năm. Chính vì vậy, không chỉ có phong tục tập quán phong phú, phong cách kiến trúc của quốc gia này cũng mang đậm bản sắc truyền thống và hiện diện ở khắp các tỉnh thành. Gần đây, với sự giao lưu văn hóa phương Tây, các công trình của quốc gia này đã không ngừng phát triển với phong cách độc đáo và hiện đại, nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng biệt vốn có. Khi đến du lịch tại đây, không ít du khách đã phải choáng ngợp khi chứng kiến các công trình hoành tráng mà họ đã xây dựng lên. Hãy cùng chúng mình khám phá vẻ đẹp kỳ diệu của 10 công trình kiến trúc nổi tiếng nhất Trung Quốc hiện nay nhé! Số 1. Nhà hát quả trứng. Một trong những công trình nổi tiếng khởi đầu cho hàng loạt công trình mang phong cách Tây phương ở Trung Quốc đó chính là nhà hát quả trứng, tọa lạc ngay trung tâm của thủ đô Bắc Kinh hoa lệ. Đây là công trình đầy tâm huyết của kiến trúc sư người Pháp Paul Andrieu. Ban đầu, việc xây dựng nhà hát này từng gây nhiều tranh cãi vì vị trí xây dựng của nó nằm ngay sát Tử Cấm Thành, biểu tượng lịch sử và quyền lực của quốc gia này. Tuy nhiên, vị kiến trúc sư tài ba đã nhanh trí đối ứng và cam kết rằng nhà hát không chỉ có kết cấu hài hòa với di tích lịch sử ở Bắc Kinh mà còn là một chế tác đồ sộ không thể thiếu đối với một cường quốc đang trên đà phát triển. Được khánh thành vào năm 2007 sau 6 năm xây dựng, nhà hát quả trứng với hình dạng kỳ thú và hoành tráng này đã không phụ sự kỳ vọng của người dân Bắc Kinh. Nơi đây đã trở thành một địa danh du lịch nổi tiếng, thu hút hàng ngàn lượt du khách tham quan. Với tên gọi khác là ốc đảo Pha Lê, nhà hát được cấu tạo phần lớn từ titan và kính dưới dạng mái vòm, tọa lạc trên một hồ nhân tạo rộng lớn. Với ba thính phòng lớn, đặc biệt là lối đi được thiết kế dưới nước, nhà hát độc đáo này không chỉ sở hữu một kiến trúc tinh xảo, hiện đại bậc nhất thế giới, mà còn là nơi thường xuyên diễn ra các buổi hòa nhạc truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa Trung Hoa lâu đời. Số 2. Galaxy Soho. Đây là công trình với quy mô siêu lớn, được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh quốc tế Zaha Hadid. Galaxy Soho đã trở thành một biểu tượng kiến trúc hoành tráng và thu hút mọi ánh nhìn của du khách tham quan. Khi đến du lịch Bắc Kinh, chúng ta sẽ phải khâm phục với vẻ đẹp tráng lệ cũng như sự kỳ công của con người khi ngắm nhìn quần thể phức tạp và độc đáo này. Lấy niềm cảm hứng từ thủ đô Bắc Kinh, chế tác kỳ thú này là sự kết hợp hài hòa giữa các hình khối được kết nối với nhau bởi những chiếc cầu uốn lượn. Tổ hợp bằng nhôm này được gắn kết uyển chuyển, bổ sung cho nhau nên khi ngắm nhìn tổng thể công trình, chúng ta sẽ không có cảm giác góc cạnh hay sự phá vỡ quy tắc một cách đột ngột. Bên cạnh đó, tuy là một tòa nhà siêu hiện đại, nhưng khuôn viên của quần thể vẫn còn sự hiện diện của kiến trúc truyền thống qua các khoảng sân rộng lớn. Ngoài giá trị nghệ thuật hoàn mỹ, công trình này còn là một trung tâm thương mại và giải trí lớn tại thủ đô Bắc Kinh, đồng thời là danh lam thắng cảnh thu hút đông đảo du khách du lịch hàng năm. Số 3. Nhà hát Opera Quảng Châu. Với kiến trúc lộng lẫy và tráng lệ bên bờ Châu Giang, nhà hát Opera Quảng Châu là một tác phẩm xuất sắc khác của nữ kiến trúc sư tài ba Zaha Hadid. Điểm đặc trưng của công trình này là hình dáng độc đáo của hai khối tích hợp có vân hình tam giác giống như hai viên sỏi lấp lánh, được cấu tạo từ ba vật liệu phổ biến là bê tông, kính và thép. Với tổng diện tích hơn 70.000 m², công trình hoành tráng này không chỉ có giá trị về văn hóa và nghệ thuật mà còn đóng vai trò là sự kết nối giữa sông và cảng biển. Tổng khuôn viên nhà hát có 1.800 chỗ ngồi với lối đi đồ sộ và công nghệ âm thanh tối tân nhất. Mỗi du khách chắc hẳn sẽ bị choáng ngợp trước không gian xa hoa và rộng lớn bên trong nhà hát, cũng như bị quyến rũ trước vẻ đẹp rực rỡ của công trình tuyệt vời này mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Chính vì thế, nhà hát Opera Quảng Châu còn được đánh giá như một biểu tượng văn hóa của châu Á hiện nay. Số 4. Khu nghỉ dưỡng Sheraton Hồ Châu. Tọa lạc tại tỉnh Hồ Châu, Trung Quốc, khu nghỉ dưỡng Sheraton Hot Spring Resort là một công trình đẳng cấp quốc tế, đồng thời mang giá trị nghệ thuật và kiến trúc điêu luyện. Nằm bên bờ Thái Hồ rộng lớn, tòa khách sạn thu hút ánh nhìn của mỗi du khách tham quan bởi hình dáng độc đáo và kỳ lạ của nó. Chính vì vậy, công trình này còn có biệt danh là khách sạn móng ngựa hay khách sạn donut. Tổng thể công trình có 27 tầng và 321 phòng khách sạn. Đây được xem là một thiên đường nghỉ dưỡng và mua sắm hàng đầu với việc cung cấp hầu như toàn diện tất cả hoạt động vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe. Chính vì vậy, hàng năm, khu resort sang trọng này luôn là địa điểm yêu thích của những người có thu nhập cao và giới thượng lưu trên toàn thế giới. Số 5. Tòa nhà Đồng Vàng Quảng Châu. Tòa nhà Đồng Vàng Quảng Châu là trụ sở của một tập đoàn hóa chất và năng lượng hùng mạnh mang tên Honda Shinji. Công trình này được thiết kế bởi các kiến trúc sư người Ý
với độ cao 138m, tổng cộng 38 tầng lầu, tòa nhà thu hút du khách bởi hình dáng đặc biệt của nó, hình đồng xu cổ của Trung Quốc với phần trống ở giữa và phủ sơn màu vàng đồng óng ánh. Tòa nhà là sự kết hợp hài hòa giữa tinh hoa kiến trúc Trung Hoa truyền thống và phong cách phương Tây hiện đại. Với niềm cảm hứng từ một chiếc đĩa ngọc quý giá được trưng bày tại Bảo tàng lịch sử về vua Nam Việt. Thêm vào đó, đặc trưng của đĩa ngọc và sự tương tự như hình dáng của một bánh xe nước còn mang ý nghĩa phong thủy. Đó là thu hút tài lộc cho tập đoàn đang kinh doanh tại tòa nhà. Với chi phí xây dựng lên đến 138 triệu USD, đây là tòa nhà đồng tiền hình tròn lớn nhất thế giới hiện nay. Số 6. Sân vận động quốc gia Bắc Kinh. Đây là một thiết kế độc nhất vô nhị tại thủ đô của Trung Quốc, được khánh thành vào năm 2008. Sân vận động tuyệt đẹp này còn có biệt danh là sân vận động tổ chim vì hình dáng thiết kế của nó hoàn toàn được lấy cảm hứng từ tác phẩm mỹ thuật thiên nhiên của các loài chim. Với tổng chi phí xây dựng là 423 triệu đô la Mỹ, công trình hoành tráng và mỹ lệ này là nơi tổ chức các đại hội thể thao tầm cỡ quốc tế và được sử dụng để đăng quang Thế vận hội 2008 diễn ra tại Bắc Kinh. Với diện tích 250.000m² và sức chứa 100.000 người, sân vận động tổ chim là sự kết tinh hoàn hảo giữa bản sắc văn hóa Trung Hoa cùng với kỹ thuật xây dựng điêu luyện của phương Tây. Tất cả đã tạo nên một sân vận động với vẻ đẹp mềm mại, uyển chuyển với những đường nét tinh xảo và kỳ công. Đây là một trong những công trình đầy tự hào của người dân Trung Quốc. Số 7. Trung tâm tài chính thế giới Thượng Hải. Không những là nơi hội tụ của các thế lực tài chính lớn, Trung tâm tài chính thế giới Thượng Hải còn được đánh giá là tòa tháp chọc trời cao thứ tư toàn cầu hiện nay. Theo các kiến trúc sư danh tiếng, tòa nhà này được xem là một kiến trúc chuẩn mực với những đường nét thanh nhã, cách tân cùng các yếu tố thân thiện với tự nhiên. Chính vì vậy, đây là một trong những công trình kiến trúc gây ấn tượng sâu sắc và có thiết kế đẹp nhất trong các tòa nhà nổi tiếng hiện nay. Với tổng chi phí xây dựng lên đến 850 triệu đô la Mỹ, tòa nhà có độ cao 492 mét và gồm 101 tầng. Trên tầng cao nhất của công trình là nơi dành cho các du khách tham quan và chiêm ngưỡng toàn cảnh của thành phố Thượng Hải giàu có hoa lệ. Đặc biệt là khi màn đêm buông xuống, chắc hẳn ai cũng sẽ bị quyến rũ với vẻ đẹp kỳ diệu của tòa tháp nổi tiếng này. Không có gì bất ngờ khi mỗi năm nơi này thu hút tới 3 triệu lượt du khách đến tham quan. Số 8. Tháp truyền hình Thượng Hải. Lấy nguồn cảm hứng từ một bài thơ đường, tháp truyền hình Thượng Hải tọa lạc ngay bờ sông Hoàng Phố Chữ Tình là một tòa tháp vô cùng nổi tiếng. Tổng thể kiến trúc của ngọn tháp có hình dạng khá giống với cây bút với sự kết hợp từ 3 quả cầu có đường kính to nhỏ khác nhau. Quả trên cùng có đường kính 14m và quả lớn nhất có bề ngang 50m. Không gian bên trong tháp là tập hợp các nhà hàng, khu triển lãm và mua sắm cùng với 20 phòng khách sạn ở giữa hai quả cầu trung tâm. Trong màn đêm huyền ảo của Thượng Hải, mỗi du khách sẽ có cảm giác khó quên khi ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ và tráng lệ của công trình này. Nhìn từ xa, hai cây cầu Dương Phố và Nam Phố trông giống như hai con rồng đang bảo vệ xung quanh viên Minh Châu của tòa tháp. Chính vì vậy, công trình này chính là biểu tượng cho khát vọng phát triển không ngừng của thành phố Thượng Hải xa hoa và giàu có. Số 9. Tháp Thượng Hải. Ẩn hiện trong làn sương mù, tháp Thượng Hải là một trong những cao ốc đẹp nhất trên thế giới. Không chỉ là tòa tháp cao thứ hai thế giới, công trình này còn được biết tới nhờ kiến trúc độc đáo và ấn tượng. Tòa tháp này nằm ngay trung tâm tài chính Lục Gia Chủy, quận Phú Đông, thành phố Thượng Hải. Công trình được bình chọn là tòa nhà cao tầng đẹp nhất thế giới dựa trên thiết kế và chức năng sử dụng. Tòa nhà có tạo hình xoắn xoay quanh một trục dọc, đem lại vẻ đẹp độc đáo ấn tượng với chiều cao 632m, bao gồm 128 tầng và được hoàn thành vào năm 2015. Ngoài ra, tháp Thượng Hải còn được ghi vào sách kỷ lục Guinness nhờ tốc độ thang máy nhanh nhất và nhà hàng cao nhất thế giới. Số 10. Trụ sở Đài truyền hình Trung ương. Trụ sở Đài truyền hình Trung ương Bắc Kinh hay còn gọi là tòa nhà trụ sở CCTV là một trong những công trình chọc trời có thiết kế ấn tượng và nổi tiếng nhất tại đây do công ty kiến trúc của Hà Lan chịu trách nhiệm xây dựng. Đặc trưng của tòa nhà là hai phần tách rời với mục đích sử dụng riêng, một phần dành riêng cho hoạt động phát sóng và phần còn lại là cho các dịch vụ truyền hình khác. Điểm đột phá trong tổng thể kiến trúc này chính là sự kết nối hai khối riêng biệt này với nhau qua phần mái lớn. Điều này tạo ra một hình đa giác kỳ thú, hấp dẫn ánh nhìn của mọi người. Theo CCTV, ý tưởng thiết kế tòa nhà mang theo thông điệp về một hình ảnh hiện đại và phát triển của thủ đô Bắc Kinh. Giống như sự phá cách trong hình dáng của tòa nhà, kiến trúc Trung Quốc cũng sẽ không ngừng sáng tạo
và tìm ra những cú bứt phá ngoạn mục trong tương lai. Quả là các công trình tuyệt vời phải không? Theo các bạn, còn công trình nào của đất nước tỷ dân mà chúng mình nên đưa vào danh sách không? Hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau!